Thế thì cái thanh nào mà giãn nhiều Thì nó sẽ đẩy cái Cái Cong sang cái phía mà Cái thanh giãn ít Chúng ta biết là hai cái thanh mà một thanh giãn nhiều một Thanh giãn ít thì nó sẽ cong sang một bên à, Xin chào tất cả các bạn nhé Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn Về overload Thế thì cấu tạo overload thì mình đã tháo ra đây. Thì con này nó còn gọi là rơi lại nhiệt, bảo vệ động cơ hay gọi là overload. Thì đây là cấu tạo của một con overload. Thì nó cấu tạo của nó là có đây là cái phần động lực này. Đó, thì các bạn nhìn thấy bên trong đây. Nó có ba cái đầu vào. Ba cái đầu vào này là nó đấu vào nguồn lưới nhá. Hay đấu vào sau công thức tư đấy. Đấy. và ba cái đầu ra đây thì nó sẽ đấu ra động cơ đó thì cấu tạo của nó là ba cái đầu vào này này sau cái công tơ tơ này nó đưa qua mấy cái cuộn dây và cái cuộn dây này nó được cuốn quanh một cái thanh và trong cái thanh này nhé đây trong cái thanh ở bên trong này các bạn này trong cái thanh bên trong này này là nó có hai cái thanh kẹp vào nhau và nó được làm từ hai cái chất liệu khác nhau các bạn ở cái thanh giữa này này nó được làm từ hai chất liệu khác nhau và khi mà uh, cái động cơ nó hoạt động thì cái dây này nếu như cái dòng nó nhỏ hơn cái mức uh, đặt ở đây thì cái cuộn dây này này nó có cái nhiệt độ là bình thường và khi mà uh, cái cái uh, cuộn dây này này nó bị quá dòng tức là cái motor nó bị ăn dòng thì một trong hai cái pha này hoặc cả hai pha vì thường mất pha thì nó dẫn đến là quá dòng hoặc là quá tải động cơ nó dẫn đến quá dòng thì nó làm nóng cái cuộn dây này lên và cái thanh hai cái thanh lưỡng này ở bên trong này là một thanh thì nó giãn nở nhiều hơn và một thanh giãn nở ít hơn à, bởi vì nó dựa vào cái chất liệu cái sự giãn nở vì nhiệt. Thế thì cái thanh nào mà giãn nhiều thì nó sẽ đẩy cái cái cong sang cái phía mà cái thanh giãn ít. Chúng ta biết là hai cái thanh mà một thanh giãn nhiều, thanh giãn ít thì nó sẽ cong sang một bên và nó đẩy. Và khi nó đẩy như vậy thì nó đẩy cái tiếp điểm này các bạn này. Đây, nó tác động hai cái nó tác động vào đầu của hai cái thì vào cái thanh nhựa này nhá. Và cái thanh nhựa này nó sẽ tác động lên cái lá này cái lá này nó sẽ đè cái lẫy này và làm cho cái tiếp điểm này nó lẩy lên vì nó có cái lò xo ở đây và cái lò xo này nó kéo cái, cái 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 tiếp điểm này nó lúc nào ở cái trạng thái ở dưới này tức là cái tiếp điểm mà thường đóng nó sẽ đóng lại thường mở nó sẽ mở đó và khi mà à, cái thanh này nó giãn nhá nó giãn nó sẽ cong sang bên này các bạn đấy nó cong mình sẽ ấn thử này cong này đó các bạn thấy không thì nó khi nó cong lên như vậy thì nó sẽ lẩy cái tiếp điểm này lên nhờ cái lực lò xo này nó kéo lẩy tiếp điểm lên và nó tách cái tiếp điểm à, đây nó tách cái tiếp điểm này ra này Đấy, nó có cái tiếp điểm ở giữa này tách ra tách ra dẫn đến là cái tiếp điểm mà N O này, này. nó đóng lại và cái NC nó mở ra à, nó mở ra như vậy thì nó cắt cái uh, phần điều khiển cho cái computer này, làm cái computer dừng không chạy nữa. Đó thì khi mà kiểm sau khi kiểm tra động cơ xong thì chúng ta có thể nhấn vào cái nút uh, này hoặc nút reset này. Đó thì cái trạng thái nó lại được trở lại như ban đầu. Thì lúc này nó lại có tác dụng là bảo vệ cái động cơ như vậy. Đó thì đấy là về cấu tạo nhá. Cấu tạo của cái oh, bên trong của cái lốt thì mình đã tháo ra. Đó và nó cũng không có gì là phức tạp lắm. Đấy, tuy nhiên thì cái nguyên lý hoạt động của nó, rồi các cái uh, bảo vệ động cơ như thế nào, thì đây, mời các bạn xem tiếp video nhé. thì tôi sẽ lắp vào và tôi sẽ uh, hướng dẫn các bạn cách đấu cũng như là cái xử lý các cái vấn đề về overload. Đấy. thì đây là cái một con công tơ bình thường, đây các bạn nhé đây một cái con công tơ tơ này và một cái dơ lai nhiệt đây chính là cái dơ lai nhiệt ba pha và đây là cái công tơ, tơ thì chúng ta đấu như này cái ba cái pha của cái dây lai nhiệt nó sẽ cắm vào đít của con công tơ này ba con này nó sẽ cắm vào nguồn thì đây ví dụ đây là ba cái chân này nhá đây này đây là ba cái đây ba cái một là một là hai là ba đây và đây là ba cái T1, T2, T3 đây. Đấy, T1, T2, T3 đây. Thì nó được cắm vào ba cái chân này. Nó có ba cái chân của cái overload đây nó cắm vào đây. Đấy, và và dây đít cắm vào rồi thì dưới đít của con vô tơ này nó có ba cái chân đây. Thì nó đang là ba cái chân này nhá. Đó thì ba cái chân này nó được nối với nhau. Nối với cái, chính là nối ba thằng này. Thế còn thằng này thì nó sẽ nối qua một cái cuộn dây như thế này nhé, Đấy. Qua cái cuộn ở bên trong của nó ấy, và cái cuộn này nó có cái thanh, hai cái thanh lưỡng này. Hai cái thanh lưỡng ở bên trong của nó. Và hai cái thanh này nó sẽ đưa ra đây và nó có một cái lò xo so để nó tác động và nó có một, uh, nó tác động đến cái tiếp điểm. Thì cái tiếp điểm đó chính là hai cái chân này. Đây, NC các bạn nhé, Bạn chú ý cho mình là cái NC này đó và như này đó là như này thì bản thân cái này nó nó luôn luôn đóng nhé luôn luôn đóng thì đây là cái lc này xe của nó thì đây đây là cái chân này còn đây ví dụ nhé còn hai cái này bỏ đi đó. ví dụ cái này với cái này chính là hai cái này đó, cái này thì là chúng ta sẽ đấu vào cái nguồn và nguồn là một L2 L3 đó. thì đấu vào nguồn nhé Thế còn uh, trên đây nó có hai cái A1 và A2. Đó thì có những con A1 và A2 nó nằm bên hông này, nhưng có những cái con thì nó sẽ nằm ở đây. Thường nó nằm đây nhiều các bạn nhé Chỉ ở đây A1. Và đây là A2. Thì chúng ta đấu như nào? Cái sơ đồ đấu của nó như nào để bảo vệ cái động cơ thì sau cái overload này nhá là nó sẽ đưa ra ba cái dây chấm vào đây đấu thì đây là cái động cơ này rất đơn giản đấy ba pha đúng không động cơ ba pha ba đầu vào này chúng ta đưa vào lưới đây rồi là một là hai là ba nhá ta đưa vào lưới điện đưa thẳng vào lưới điện có thể là sau một cái uh, atomat chẳng hạn ba pha thế công mạch điều khiển của nó để bảo vệ của nó thì chúng ta đấu như nào thì thường cái mạch điều khiển của chúng nó của nó là chúng ta sẽ có một cái nguồn 220 10V đây và có hai dây từ cái nguồn 220 này nó luôn luôn có hai dây thì chúng ta sẽ đưa một dây thẳng vào đây đây đưa một dây thẳng vào đây đó chính là cái dây màu trắng này nhá chúng ta đưa thẳng vào chẳng hạn đó thế còn cái nguồn thứ hai nó có hai dây mà thì chúng ta đưa qua một cái dây như này đưa qua cái chân này Đấy, đó chính là cái chân nào? À, NC đưa qua cái chân NC này và cái chân còn lại của NC này nhá thì chúng ta lại đấu nó vào đây đấy chúng ta đấu vào cái thằng A này thì bản thân cái thằng này luôn luôn được cấp điện Hạ là một pha rồi cái pha còn lại đây nó đi qua đây đi qua đây đưa vào một thì khi cái cái được khi chúng ta cấp nguồn hai trăm vào đây một cái thì ngay lập tức cái công tơ này nó hút lại, thì nó nối thông thằng này với thằng này, khi cấp lại nó nối thông xuống, đấy, thì nó qua hai cuộn dây này chạy cho cái động cơ này, và khi uh, quá tải Thì cái uh, cuộn ở trong ô lốt này nó tác động đến cái tiếp điểm này, nó làm cho cái tiếp điểm này nó đang um, uh, nối thông ấy thì nó ngắt ra, nó ngắt ra, đấy khi nó nhảy là nó ngắt cái thằng này ra, ngắt thằng này ra thì thằng này vẫn có điện, một dây của, của cuộn công một dây của cuộn công tơ vẫn được cấp điện, nhưng cuộn còn lại thì nó được ngắt bởi cái điểm này, cái điểm này nó giống như một cái công tắc, nó ngắt ra, nó làm thằng a 2 này không có điện, tức là ngắt cái công tơ này ra, vì thằng công tơ này nó hoạt động là khi thằng này có điện thì nó đóng thằng này không có 220 thì nó ngắt đâm nó ngắt chỗ này thì nó ngắt chính là nó ngắt cái điểm này ra tách ra thì thằng A1 mất điện và lúc này công tơ sẽ được tách khỏi nguồn động cơ không được cấp điện thì nếu nó nhảy rồi thì chúng ta phải kiểm tra lại cái phần động cơ này xem ba pha này nó có bị mất pha không và nó có kẹt không vì kẹt dẫn đến quá dòng mất pha cũng dẫn đến quá dòng một trong ba ừ. pha hai pha quá dòng nếu mất một pha thì hai pha còn lại quá dòng thì đấy thì nó cũng có cái chức năng bảo vệ mất pha nữa nó vừa bảo vệ là quá dòng mất pha thì dẫn đến quá dòng nó cũng vẫn là bảo vệ quá dòng đấy các bạn nhé thì đấy là cái cách đấu một công công tơ và một con overload oh, con rơi ra nhật mà uh, đây là sơ đồ đấu của nó này đấy thì đây mình vẽ thì thực ra vẽ nó cũng không được đẹp lắm nhưng mà uh, đấy là cái cách mà nó đấu như vậy cách nó làm việc như vậy thì để các bạn mà hình dung được ra đấu nó dễ hơn đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé